lộ sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast cực kỳ nổi tiếng Joe Rogan hôm 25 tháng 10 cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về nội cá của mình và liệu ông có cảm thấy mình đã đưa ra những lựa chọn sai lầm hay không ông Trump ban đầu khẳng định thành công trong nhiệm kỳ của mình nhưng sau đó cũng thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm trong quá trình lựa chọn các quan chức phục vụ trong chính quyền ông nói Sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải là chọn một số người mà tôi không nên chọn. Đó là những người tân bảo thủ, những người tồi tệ, hoặc những người không trung thành. Cựu Tổng thống sau đó đặc biệt nhắc đến ông John Kelly, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng phục vụ lâu nhất của ông, và ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia. Cả hai người đều nằm trong số nhiều cựu quan chức đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump. Cuộc phỏng vấn cũng thảo luận về vai trò của các sĩ quan cảnh sát ở Mỹ Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, ảnh hưởng của vụ ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 đối với cuộc sống của cựu tổng thống và sự mất lòng tin của ông đối với các cuộc thăm dò. Trước đó, chiến dịch của phó tổng thống Kamala Harris được cho là đã đàm phán với nhóm của người dẫn chương trình Rogan về một cuộc phỏng vấn trên podcast, nhưng cuối cùng việc này đã không được thực hiện. Phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông Ian Sams, cho biết cuộc phỏng vấn sẽ không diễn ra ngay bây giờ vì lịch trình của giai đoạn này không cho phép. Cùng ngày với cuộc phỏng vấn của ông Trump cũng tại Texas, bà Harris đã có một cuộc vận động tranh cử lớn nhất trong chiến dịch của mình. Gần đây, bà đã tham gia các cuộc phỏng vấn trên các chương trình podcast và radio khác nhau. Chương trình podcast của ông Joe Reagan có khoảng 14,5 triệu người nghe mỗi tập. Khán giả của chương trình nghiêng về Nam giới. Đây là thành phần cử tri mà Phó Tổng thống Kamala Harris đang gặp rất nhiều khó khăn để lời kéo khi ngày bầu cử đang đến gần. Tỷ phú Elon Musk sẵn sàng làm bộ trưởng nếu ông Trump đắc cử. Ngày 31 tháng 10, trong một sự kiện hội thảo trực tuyến được tổ chức trên nền tảng mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho hay ông đang cầu nguyện cho chiến thắng của ông Trump và sẵn sàng giữ chức bộ trưởng cắt giảm chi phí nếu vị cựu tổng thống này giành chiến thắng. Là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump, tỷ phú Elon Musk cho biết các kế hoạch kinh tế của ông Trump có thể gây khó khăn tài chính cho nước Mỹ, ít nhất là trong thời gian đầu áp dụng. Ông Musk phân tích, chúng ta phải giảm chi tiêu để sống trong khả năng của mình. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến một số khó khăn tạm thời, nhưng nó sẽ đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài. Một người dùng trên mạng xã hội X nhận định rằng, nếu ông Trump thực hiện trục xuất hàng loạt kết hợp với việc tỷ phú Elon Musk cắt giảm chi tiêu chính phủ, sa thải người lao động và giảm thâm hụt ngân sách, nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua phản ứng mạnh mẽ ban đầu. Thị trường có thể sẽ bị sụp đổ, nhưng sau khi cơn bão qua đi, thì nền kinh tế sẽ phục hồi và nhanh chóng phát triển bền vững hơn. Tỷ phú Elon Musk sau đó đã để lại bình luận đồng ý với quan điểm này. Trong nhiều thập kỷ qua, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đưa ra những hứa hẹn về việc giảm nợ quốc gia và cam kết các khoản chi tiêu, nhưng thực tế không có đảng nào tạo được thay đổi đáng kể. Do đó, ở lần tranh cử này, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk làm bộ trưởng cắt giảm chi phí nếu ông trở thành Tổng thống. Đài NBC News đánh giá việc tỷ phú Elon Musk sẵn sàng nói về việc cắt giảm chi tiêu và những động thái quyết liệt từng làm trong các công ty to lớn do ông điều hành như Tesla và SpaceX khiến chính sách kinh tế của ông Trump trở nên uy tín hơn trong mắt cử tri. Và thực tế là vị tỷ phú trẻ đã từng có nhiều thành công vang dội trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ, đã thực hiện nhiều đợt cắt giảm lớn và gây choáng ván dư luận. Và gần đây nhất là những áp đặt mạnh mẽ đối với mạng xã hội X, trước đây là Twitter sau khi mua lại nó luật sư nico shanahan kêu gọi hãy bỏ phiếu cho trump mạng xã hội x đang chia sẻ rầm rộ một video cho thấy cựu ứng cử viên phó tổng thống của ông robert f kennedy jr cô nico shanahan vừa bỏ phiếu cho trump trực tiếp trên sân khấu tại sự kiện của mc tucker Carlson. cô ấy đã rút lá phiếu của mình ra và điền tên trump vào ngay tại đó cô tuyên bố Tôi sẽ là người bỏ phiếu cho Trump đầu tiên vào đêm nay. Hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho người đàn ông tuyệt vời này, Donald Trump, vì ông ấy là người biết thế nào là từ bỏ tất cả vì đất nước này. Sau đây là những gì cô ấy nói. Mặc dù rất lạ khi thấy tên mình ở đây, nó như một cái bóng. Tôi sẽ là người bỏ phiếu cho Trump lần đầu tiên vào tối nay. Tôi thực sự có ý khi nói điều đó. Tôi xin lỗi tất cả những người bên cánh tả, những người không hiểu về hành vi của họ có hơi xấu một chút. Tôi rất xin lỗi. Chúng ta sẽ đoàn kết đất nước này dưới một chiếc ô của tình yêu và sự hiểu biết lẫn nhau về phẩm giá và ân điển. Vâng, tôi sẽ đóng lại. Tôi không có điều gì hay hơn để nói, nhưng hãy ra ngoài đó và bỏ phiếu cho người đàn ông tuyệt vời này, Donald Trump. ông ấy là người biết thế nào là từ bỏ tất cả vì đất nước này. Vậy nên cảm ơn mọi người. Nico N. Shanahan là một luật sư người Mỹ chuyên về thung lũng silicon. Cô là bạn đồng hành tranh cử của Robert F. Kennedy Jr. trong chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập năm 2024 của ông. Nhưng sau khi ông Robert F. Kennedy Jr. dừng chiến dịch và ủng hộ Trump, thì cô cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Cựu Tổng thống Trump kiện đài CBS với cáo buộc gian lận cùng bà Harris. Cựu Tổng thống Trump đã kiện đài CBS lên tòa án liên bang ở Texas vì chỉnh sửa bài phỏng vấn của bà Kamala Harris trong chương trình Sydney Minutes, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD. Đơn kiện của ông Trump được đệ trình lên tòa án liên bang khu vực phía Bắc Texas ngày 31 tháng 11, cáo buộc đài CBS đã có các hành vi mang tính đảng phái và bất hợp pháp can thiệp bầu cử và tác động đến cử tri bằng cách chỉnh sửa bài phỏng vấn của ứng viên đảng Dân Chủ bà Kamala Harris trong chương trình 60 Minutes. Nội dung đơn kiện có nêu, để che đậy điểm yếu trình bày lan man của bà Kamala Harris, đài CBS đã sử dụng chương trình 60 Minutes để vượt ranh giới, từ đưa tin đúng đắn sang thao túng và bóp méo tin tức. Hồ sơ vụ kiện cho thấy, ông Trump yêu cầu xét xử bằng bồi thảm đoàn và bồi thường thiệt hại khoảng 10 tỷ USD Đơn kiện chỉ ra CBS vi phạm luật cấm hành vi lừa dối trong kinh doanh của Texas. Ông Tom và các đồng minh trong suốt nhiều tuần qua đã chỉ trích CBS về cuộc phỏng vấn với bà Harris vào ngày 6 tháng 10, chỉ ra phần trả lời của đương kim phó tổng thống cho câu hỏi về xung đột Gaza trong chương trình phát sóng không được đưa đầy đủ như bản đăng trên mạng xã hội. Trong đó, câu trả lời được đánh giá là dài dòng và không rõ ràng. Họ cáo buộc CBS đã chỉnh sửa nội dung phỏng vấn để bà Harris trông có vẻ uy tín hơn. Và tất nhiên là đài CBS đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump. Một phát ngôn viên của CBS đã cho hay, những tuyên bố lặp đi lặp lại của cựu Tổng thống Trump đối với chương trình 60 Minutes là sai sự thật. Vụ kiện mà ông Trump đệ trình hôm nay chống lại CBS hoàn toàn là vô căn cứ và chúng tôi sẽ mạnh mẽ bác bỏ. Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận khi nhiều người đặt câu hỏi CBS chỉnh sửa cuộc phỏng vấn để đảm bảo thời lượng phát sóng hay là để giữ uy tín cho đương kim Phó Tổng thống Mỹ. Cựu tổng thống Trump đã rút khỏi cuộc phỏng vấn với Stephen Dimbleby. Sự kiện này dự kiến được tổ chức song song với cuộc phỏng vấn bà Harris, dù trước đó ông đã đồng ý tham gia. Bà Kamala Harris và chiến dịch tranh cử của bà chưa bình luận về thông tin vụ kiện này. Chiến dịch tranh cử của bà Harris chơi xấu ông Trump. Trên mạng xã hội X, xuất hiện một video cho thấy nhóm chiến dịch tranh cử của bà Harris đã sử dụng máy chủ Discord để thao túng thông tin và làm người xem hiểu lầm ông Trump ở trên mạng xã hội X chúng ta hãy cùng xem đây là video mà một tài khoản kamala hq vừa chia sẻ trong đó họ ám chỉ rằng tom đã nói với những người phụ nữ rằng ông ấy sẽ tước quyền của họ dù họ có thích hay không tuy nhiên trên thực tế thì ông tom đã nói như thế này ông nói rằng ông sẽ bảo vệ người mỹ tất nhiên là kể cả phụ nữ khỏi những người nhập cư bất hợp pháp đang giết hại những người vô tội dù họ có thích hay không có thích hay không. Thật hư bụi mít tình được đảng Dân Chủ quý như sự kiện của Đức Quốc xã. Ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris trong một chương trình truyền hình trên đài CNN ngày 23 tháng 10 đã nói rằng bà tin đối thủ của mình, ông donald trump là phát xít bình luận của bà harris được đưa ra sau khi ông john kelly cựu chánh văn phòng tổng thống mỹ dưới thời ông trump nói rằng cựu tổng thống mỹ hội tụ đủ tiêu chí của một người phát xít và đã hơn một lần khen ngợi adolf hitler bà harris nói thêm rằng ông trump đang ngày càng khó kiểm soát và thiếu ổn định và rằng nhiều cử tri quan tâm đến nền dân chủ không muốn có một tổng thống mỹ là ngưỡng mộ tên độc tài và là một tay phát xít Đáp trả, ông Trump nói bà Harris có tư duy méo mó và là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng bà ta ngày càng gia tăng giọng điệu, thậm chí còn gọi tôi là Adolf Hitler. Có rất nhiều điều xuất hiện trong tâm trí méo mó của bà ta. Vụ việc đẩy lên cao trào khi một số đảng viên dân chủ nổi tiếng đã so sánh cuộc meeting của ông Trump tại Madison Square Garden vào hôm 27 tháng 10 với một sự kiện của Đức Quốc xã năm 1939. Trump và các đồng minh của ông lập tức khẳng định rằng ông không phải Hitler và cuộc meeting này cũng không hề giống với sự kiện của Đức Quốc xã. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump nói, Thật kinh khủng, ông ấy không phải là Hitler. Tất cả những người ủng hộ ông ấy, họ đều ủng hộ ông vì họ muốn thấy đất nước thành công và chúng ta thấy ông ấy có được sự ủng hộ như thế nào. Tại cuộc vận động tranh cử Atlanta, ông Trump cho biết câu mới nhất từ Kamala và chiến dịch của bà ấy là bất kỳ ai không bỏ phiếu cho bà ấy đều là một tên quốc xã. Kamala đang dán nhãn hơn một nửa đất nước là những kẻ thù để chiến đấu và bà ấy gọi tất cả họ là phát xít. Vậy thực hư về buổi meeting của ông Trump tại Madison Square Garden là như thế nào? Đây là quan cảnh bên trong cuộc meeting và người đăng video này đã nói trên X rằng phương tiện truyền thông chính thống quả đáng ghét. Ngày hôm qua hoàn toàn trái ngược với bất kỳ thứ trác rưỡi nào mà kênh truyền hình MSNBC đang cố nhồi nhét cho bạn. Gia đình chúng tôi đã bị tàn sát như những con cừu trong cuộc diệt chủng Holocaust. Nhưng cuộc meeting mà tôi tham dự không phải là cuộc biểu tình của đảng quốc xã. Đó là một sự kiện tràn ngập tình yêu thương dành cho tất cả người Mỹ. Trong khán phòng ngập tràn tinh thần đoàn kết, mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, và mọi tầng lớp xã hội đã cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng hơn người da đen hay người gốc tây ban nha người do thái người hồi giáo hay người theo đạo thiên chúa điều đó không quan trọng tất cả chúng ta đều có một vị trí ở đó vì tất cả chúng ta đều có một mục đích chung là muốn biến đất nước này thành một nơi tốt đẹp hơn để sống mang lại sự thịnh vượng và niềm tự hào của người mỹ các phương tiện truyền thông và những người nói nhiều sẽ hét lên tất cả những gì họ muốn. Điều đó không quan trọng, bởi vì năng lượng đang ở bên chúng ta và tôi dám nói rằng niềm vui cũng ở bên chúng ta.